Sáng ngày 10 tháng 2, nguồn tin từ Công an huyện Phù Mỹ, Bình Định cho biết cơ quan công an đã làm thủ tục bàn giao 19 đối tượng, tăng vật và hồ sơ vụ án giết người xảy ra tại xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp tục thụ lý, điều tra làm rõ. Khoảng 0 giờ ngày 9 tháng 2, Công an huyện Phù Mỹ nhận tin báo một thanh niên bị chém đứt cổ, xung quanh hiện trường rất nhiều hung khí rơi vãi. Nạn nhân được xác định là Đỗ Anh Quân, sinh năm 2004, ngụ thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây. Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Phù Mỹ, do mâu thuẫn trước đó giữa Đoàn Hoàng Thương, sinh năm 2006 ở xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, và Lưu Quốc Huy, sinh năm 2005 ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, nên hai bên nhắn tin hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Từ tối ngày 8 tháng 2, 21 đối tượng của hai nhóm đã chuẩn bị hung khí, gồm phản phát bờ, rựa, gạch đá, chai lọ, để cùng đánh nhau. Điểm hẹn của hai nhóm là cổng chào xã Mỹ Chánh, thuộc thôn Chánh Thiện, xã Mỹ Chánh. Đúng 20 giờ ngày 8 tháng 2, nhóm của Lưu Quốc Huy đến trước giờ hẹn 15 phút, chờ sẵn thì nhóm Đoàn Hoàng Thương cùng đến là hai bên xông vào nhau chém loạn xạ. Trong lúc ẩu đả, Võ Văn Bình, sinh năm 2004 ở xã Mỹ Tài, trong nhóm của Đoàn Hoàng Thương, đã dùng phản chém Đỗ Anh Quân của nhóm Lưu Quốc Huy một nhát vào cổ làm nạn nhân chết ngay sau đó. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 19 đối tượng liên quan đến vụ án giết người này.